Năm nào cũng vậy, khi vào mùa nắng nóng, người dân lại phải chứng kiến những thảm cảnh đau lòng khi có nhiều người tử vong do đuối nước, nhất là ở trẻ em. Đã có nhiều cảnh báo cùng với đó là các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng này. Thế nhưng vì sao số vụ đuối nước hàng năm vẫn ở mức cao? Điểm qua những vụ đuối nước xảy ra gần đây cho thấy cần phải có những giải pháp hữu hiệu hơn. Ngày 26 tháng 5 năm 2020, ba học sinh lớp 5, lớp 6 của trường tiểu học Tây Thuận và trường trung học cơ sở Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định ra hố thu thuộc kênh tưới Thượng Sơn, xã Tây Thuận tắm thì bị nước cuốn tử vong. Ngày 5 tháng 6 năm 2020, một nhóm học sinh của trường tiểu học Hàm Thạnh 2, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận rủ nhau đi tắm sông. Một số em ngồi trên bờ, có ba em xuống tắm thì bị đuối nước, mất tích. Khi tìm thấy thì cả ba em đều tử vong. Cũng trong ngày 5 tháng 6 năm 2020, hai em học sinh lớp 4 trường tiểu học Phước Thắng, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận tử vong do đuối nước khi tắm tại ao nước chống hạn của địa phương này. Trước đó, ngày 29 tháng 4 của 2020, một nhóm học sinh từ thành phố Biên Hòa đến một nhánh sông của lòng hồ Trị An, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai câu cá, có hai em xuống tắm thì bị đuối nước tử vong.